Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất, làm một được 10, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, gặp thời chuyển vận, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, đón Tết 2025 âm lịch, cực giàu, cực sướng. Đời là bể trầm kha vật chất, suốt cuộc đời tất bật mưu sinh, trăm đường vạn nẻo phù sinh, bạc tiền cơm áo trông tranh phận người, chân gắng bước giữa đời xuôi ngược, nào biết đâu phía trước trông gai, đôi khi phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mỗi ngày biết đâu. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi, thay mặt cho những người làm chương trình, chúc quý vị sẽ gặp được nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Vâng thưa quý vị, tuổi Đinh Tỵ thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Đinh Tỵ sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Đinh Tỵ hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Đinh Tỵ phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Đinh Tỵ đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Đinh Tỵ không được dễ dàng là mấy. Đinh Tỵ thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Đinh Tỵ hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Đinh Tỵ những điều bất như ý cô bác anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Đinh Tỵ hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Đinh Tỵ đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Đinh Tỵ. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Đinh Tỵ nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Đinh Tỵ thay đổi, thì thái độ của Đinh Tỵ cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Đinh Tỵ sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Đinh Tỵ chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác anh chị Đinh Tỵ thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Đinh Tỵ có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay, Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Khôn ngoan và kiên nhẫn, rắn biết cách quan sát và chờ đợi, họ không thuộc tuýp người bốc đồng, mà ngược lại rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Hơn nữa ẩn sau đôi mắt tinh ý đó là một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này có được tính tinh tế.
cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra mấu chốt cho từng vấn đề, cũng như giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Những người hay lo nghĩ này còn được phú cho sự thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những đổi thay của cuộc đời. Đó là tài năng và thực tế cũng là do họ cần có một cuộc sống bảo đảm về tài chính, vì thế mà rắn còn được xem là những người canh giữ kho báu. Một cuộc sống đầy xung đột và hỗn loạn không dành cho người tuổi Tỵ, bởi lẽ họ yêu hòa bình và thích tĩnh lặng, họ hướng về tinh thần hơn là vật chất, rắn thích ngồi suy ngẫm và ghét bị quấy rầy, rắn thiên về chất hơn là lượng, phong cách tao nhã, dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng là những gì mà rắn muốn trang trí tổ ấm thân yêu của mình. Người sinh năm Tỵ có thể trở thành nhà triết học, thần học, nhà chính trị và cũng có thể là một nhà tư tưởng cực kỳ sâu sắc. Anh ta là nhân vật bí ẩn nhất trong số 12 con giáp. Anh ta có trí tuệ đặc biệt bẩm sinh, ngoài ra còn là một người theo chủ nghĩa thần bí. Người tuổi Tỵ nho nhã, lịch sự, rất thích đọc sách nghe nhạc, thích ăn ngon và xem kịch. Anh ta bị thu hút trước mọi thứ đẹp đẽ của cuộc sống. Những cô gái xinh đẹp nhất, nổi bật nhất, các chàng trai cá tính mạnh mẽ thường sinh vào năm Tỵ, cho nên nếu bạn sinh năm Tỵ, chắc hẳn bạn sẽ có một vận mệnh tốt đẹp. Người tuổi Tỵ thường dựa vào chính bản thân để phán đoán và hành sự. Anh ta hoặc là có tính tôn chỉ cao, hoặc là người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Bất luận thế nào, anh ta thà tin vào sự mù quáng của mình, chứ không muốn nhận lời khuyên của người khác. Nhưng thông thường sự lựa chọn của anh ta luôn chính xác, giống như rắn. Rắn cũng tượng trưng cho vận mệnh của anh ta, cuộc đời anh ta. Hoặc ca khúc khải hoàn, hoặc kết thúc một cách bi đát, đằng sau vẻ ngoài đầy kinh nghiệm, từng trải, ẩn giấu sự nghi kỵ sâu sắc, dù anh ta phủ nhận điều này. Người thuộc các con giáp khác có lẽ đều muốn để kiếp sau trả nốt món nợ còn thiếu, như người tuổi Tỵ nhất định phải trả hết nợ nần trước khi rời cõi đời. Vì thế người sinh năm Tỵ thường nhiệt tình, chăm chỉ khi làm việc, anh ta luôn để tâm thanh toán bằng hết các khoản nợ. Người tuổi Tỵ không bao giờ phải phiền muộn vì thiếu tiền, anh ta thật hạnh phúc khi có đầy đủ mọi thứ mình cần. Nếu thiếu tiền anh ta có thể nhanh chóng xoay ngược cục diện, tuy nhiên người tuổi Tỵ không nên đi đánh bạc, nếu không anh ta sẽ mất trắng tay. Nếu như đã chịu thiệt hại nặng một lần, không bao giờ anh ta để điều đó tiếp tục xảy ra, anh ta sẽ tỉnh ngộ rất nhanh, cấp tốc hồi phục lại. Nói chung, anh ta thận trọng và nhạy bén trong kinh doanh, người tuổi Tỵ vốn thông minh nên họ rút kinh nghiệm khá nhanh và không bao giờ bị thất bại đến lần thứ hai, tuy vậy họ lại là người cực đoan, điều gì họ đã cho là đúng thì họ sẽ không nhường một ai cả. Một người đã từng chịu cảnh nghèo nàn khi còn trẻ sẽ không bao giờ quên cảnh ngộ ngày nào, có thể anh ta sẽ dành dụm, tích lũy từng ly từng tí, trở thành con người tham lam, coi tiền như sinh mạng mình. Xét về bản tính, người tuổi Tỵ rất đa nghi, dù bề ngoài luôn tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối, nhưng khác với tuổi Dần, anh ta giấu kín lòng đa nghi. Kể cả bí mật riêng tư cũng giấu thật kỹ trong lòng, người tuổi Tỵ rất thích lối thể hiện ngược, đó là dù trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng ngoài mặt lại rất thản nhiên, lạnh lùng. Họ thích biểu lộ sự bất mãn bằng thái độ cử chỉ lạnh nhạt hơn là dùng lời nói chua cay, họ sẽ âm thầm chờ đợi thời cơ để báo thù. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác, dù biết điều đó tốt cho mình. Nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác, nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn. Dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỉ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình, họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc, giấu kín trong lòng. Tuổi Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi Tỵ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện, sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Tuổi Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Tỵ không tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài, điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù, nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình. Tuổi Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng,
và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Phụ nữ tuổi Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh mắt xung quanh, đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh kiếm tiền, sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc gia đình. Đàn ông tuổi Tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi Tỵ có một sức sống dồi dào, mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Tỵ dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ, bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khác khi có thể. Tuổi Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình, đôi khi họ làm việc quá căng thẳng dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Tổng quan tử vi năm 2025 của người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 6 tháng 1 năm 1978 dương lịch thuộc tuổi Đinh Tỵ, cầm tinh con rắn. Sự kết hợp giữa thiên can đinh cùng địa chi tỵ mang ý nghĩa đầm nội chi xà, rắn trong đầm, tuổi 1977 mệnh thổ, cụ thể là sa trung thổ, đất pha cát. Năm Ất Tỵ 2025 có ngũ hành thuộc hỏa, có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của tuổi. Điều này tương đối cát lành đối với cô bác anh chị Đinh Tỵ 1977. Nếu xét về thiên can và địa chi, đinh gặp ất thì bình hòa, tỵ với tỵ cũng bình hòa với nhau. Tổng quan năm 2025 của tuổi Ất Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, mệnh chủ có cơ hội thực hiện những mong muốn, khát vọng của mình, gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuy vậy, do đây là năm tuổi, trong năm này mệnh chủ cũng dễ vướng phải thị phi, tai tiếng nếu cư xử nóng vội, không đúng chuẩn mực. Để các mối quan hệ được hòa hợp, bản mệnh chủ hãy lấy dĩ hòa vi quý làm phương châm sống. 1. Sao chiếu mệnh. Vào năm Ất Tỵ, nam sinh năm 1977, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, chòm sao chủ về hao tài tốn của, sức khỏe, Đinh Tỵ nam mạng trong công việc nên áp dụng chiến lược chậm mà chắc, làm việc chỉn chu, cẩn trọng. Đối với những công việc rủi ro cao, bản mệnh nên cân nhắc trước khi lựa chọn đầu tư, đồng thời nên có phương án dự trù cho những trường hợp xấu xảy ra. Đối với nữ mạng, nữ tuổi Ất Tỵ gặp sao chiếu mệnh Thái Âm trong năm 2025, chòm sao các tinh chủ về tài lộc, công danh sự nghiệp. Gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, người làm ăn ngay thẳng, thật thà, không gian dối thì sẽ có nhiều cơ hội tốt để củng cố sự nghiệp thêm vững chắc. Năm này, nữ mạng Ất Tỵ tuy không còn nhiều mối bận tâm trong công việc và chuyện kiếm tiền nữa, nhưng vẫn có thể tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp công sức to lớn cho tổ chức, cộng đồng. Đối với nữ Đinh Tỵ vẫn duy trì các công việc lao động thì sẽ được vị trí nghề nghiệp ổn định như mong muốn. Chỉ cần làm việc có trách nhiệm, uy tín thì gặt hái được thành quả xứng đáng. 2. Vận hạn. Bản mệnh gặp hạn toán tận trong năm 2025, hạn chủ về hao tốn tài sản. Vận hạn này nhắc nhở nam tuổi Đinh Tỵ nên thận trọng trong việc bảo quản tài sản của mình, đặc biệt là ở nơi công cộng hoặc khi xuất hành đi xa. Đối với việc chi tiêu cũng cần có sự hợp lý thì cuộc sống sẽ được dư giả, sung túc. Với nữ mạng, tuổi 1977 nữ mạng gặp hạn huỳnh tuyền trong năm Ất Tỵ, vận hạn chủ về sức khỏe, mất năng lượng, đôi khi áp lực công việc và cuộc sống, khiến nữ tuổi Đinh Tỵ không có thời gian chăm lo cho sức khỏe bản thân. Mệnh chủ nên điều chỉnh lịch trình phù hợp, tránh làm nhiều việc cùng một lúc gây ảnh hưởng tới tinh thần và cơ thể. Khi cơ thể mệt mỏi,
mất năng lượng, đinh tị nữ mạng nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để phục hồi sức khỏe. 3. Vận niên. Bản mệnh gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn, tức Châu về núi trong năm này, vận niên Ngưu Hồi Sơn báo hiệu điềm lành trong chuyện tình cảm, sự nghiệp, đinh tị nam nữ mạng gặp may mắn trong công việc làm ăn, gặp được quý nhân, tri kỷ bầu bạn tâm sự, sự nghiệp phát triển ổn định. Khi bản mệnh hướng đến mục tiêu rõ ràng, nghị lực không màng gian khổ, gia đạo hòa hợp là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh chị tuổi Tỵ 1977. Bản mệnh có người bạn đời đồng hành chia sẻ vui buồn khi tuổi đã xế chiều, tình cảm vợ chồng thầm lặng nhưng đầy thấu hiểu và sẻ chia. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977, năm 2025 âm lịch. Tử vi năm 2025 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, trong thời điểm đầu năm mới, vận trình của người tuổi Đinh Tỵ có khá nhiều biến động. Nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch, quan hệ tam hội cục sẽ đem lại cho những chú rắn một tháng rực rỡ so với các con giáp khác. Công việc áp lực ở mức vừa phải, song bản mệnh tập trung xử lý đâu vào đó, kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, sau đó sẽ có những sự thay đổi đáng kể do nguyệt lệnh lâm đất dưỡng là điềm báo vận trình trong các tàng hung, lại thêm sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh gây ra họa thị phi, tiểu nhân ngáng trở, do đó bạn hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó. Đừng quên có lòng dè chừng trong các mối quan hệ, tiểu nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh bạn, hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, bạn sẽ tránh được những xui xẻo bất ngờ. Tài vận đầu năm mới ở mức khá, không có nhiều khoản thu vào, đã vậy việc chi tiêu nhiều cho dịp Tết đã ngốn của bạn không ít tiền. Nếu không sớm cân bằng lại chi tiêu, bạn sẽ rất dễ gặp họa phá tài, kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Vận trình tình cảm của những chú rắn đầu năm mới cũng không được lý tưởng cho lắm, có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ trong Tết. Nhưng vì không khí năm mới nên cả hai đều cố nín nhịn để không làm ảnh hưởng không khí gia đình. Song nếu không sớm giải quyết vấn đề thì nó như một quả bom nổ chậm, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Phương diện sức khỏe tuy không gặp vấn đề bất lợi nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn cần chú ý ăn uống điều độ, hạn chế uống rượu bia, thường xuyên thức khuya cũng rất có hại cho thận và gan. Bên cạnh đó chú ý đi đứng thận trọng, lái xe an toàn, khi đã uống rượu là không lái xe, tránh xảy ra tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang ngay đầu năm. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Tỵ 1977, năm 2025 âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ chào đón đầu năm mới với tâm lý khá thoải mái, may mắn là vận trình trong tháng của bản mệnh có không ít biến động, nhưng nhìn chung công việc vẫn trôi chảy theo đúng tiến độ, áp lực không quá lớn. Đầu xuân năm mới mọi việc tiến hành ở tiến độ chậm vừa phải, không quá gấp rút, dưới sự che chở của quan hệ tam hội. Những chú rắn dù có thời điểm vẫn gặp phải không ít thách thức và ngáng trở, song bản mệnh tập trung xử lý đâu vào đó, kết quả tương đối khả quan. Thiên ấn cũng tạo ra những cơ hội tốt để con giáp này tranh thủ sắp xếp lại công việc sau kỳ nghỉ dài, đưa ra các kế hoạch, dự án mới hoặc tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm, tạo bước đệm vững vàng cho quá trình phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất dưỡng là điềm báo vận trình trong các tàng hung, sau đó sẽ có những sự thay đổi đáng kể, lại thêm sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh gây ra họa thị phi, tiểu nhân ngáng trở, do đó, bạn hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó. Đừng quên có lòng dè chừng trong các mối quan hệ, tiểu nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh bạn, hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, bạn sẽ tránh gặp phải xui xẻo bất ngờ. Đừng quá lo lắng, trong tháng còn có sao tả phù hỗ trợ, ở thời điểm nguy cấp bản mệnh sẽ được quý nhân giúp một tay kịp thời, hóa hung thành cát. Nếu có dự định cầu công danh trong tháng này, bạn cũng có thể mạnh dạn tiến hành, miễn là đi đúng hướng và có sự chuẩn bị kỹ càng. Đừng ngần ngại khó khăn vì chặng đường tới thành công nào cũng phải trải qua chông gai. Với những ai có ý định khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc khác, có thể cân nhắc ngay trong tháng này. Có điều nếu đã quyết định thì bạn cần quyết tâm đi theo lựa chọn của mình. Nếu không làm được điều này, e rằng việc chỉ khởi phát theo hướng dễ bị bỏ cuộc giữa chừng. Xét phương diện tài lộc, tuổi Đinh Tỵ 1977, năm 2025 âm lịch. Tử vi tài lộc tuổi Đinh Tỵ năm 2025 âm lịch nhận thấy, thời điểm đầu năm không có tài tinh chiếu mệnh, nên tài vận của những chú rắn chỉ ở mức khá, nhờ các khoản tích lũy từ trước đó. Bạn không có nhiều khoản thu vào, đã vậy việc chi tiêu nhiều cho dịp Tết đã ngốn của bạn không ít tiền. Nếu không sớm cân bằng lại chi tiêu, bạn sẽ rất dễ gặp họa phá tài. Kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Dịp đầu năm mới sức tiêu thụ hàng hóa chưa nhiều, thị trường chưa sôi động,
Vì thế việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này chỉ duy trì ở mức bình ổn, chưa thể có sự đột phá bất ngờ nào ở thời điểm này. Bạn có thể tranh thủ thời gian này để nghiên cứu, phân tích sản phẩm, nhu cầu thị trường, chờ thời cơ đến chỉ việc đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất, đón đầu xu hướng. Nhưng nhớ là làm gì thì bạn cũng cần hoạch định kế hoạch rõ ràng, tránh tình trạng ban đầu hứng thú, sau rồi chán nản và bỏ cuộc giữa chừng, công sức thành dã tràng xây cát. Việc hùn vốn, hợp tác làm ăn cần hết sức cẩn trọng, do có thiên cầu hung tinh xuất hiện, hung thần này mang theo điềm báo tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh làm nhiều nhưng hưởng ít, công quả rơi vào tay kẻ xấu, bạn cần hết sức lưu ý trong việc chọn người hợp tác để tránh bị lợi dụng, lừa gạt tiền mất tật mang. Xét phương diện tình duyên tuổi Đinh Tỵ 1977, năm 2025 âm lịch. Theo tử vi khoa học chỉ ra rằng, năm 2025 âm lịch vận trình tình cảm của các cặp vợ chồng tuổi Đinh Tỵ không được lý tưởng cho lắm. Có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ trong Tết, nhưng vì không khí năm mới nên cả hai đều cố nín nhịn để không làm ảnh hưởng không khí gia đình. Song nếu không sớm giải quyết vấn đề thì nó như một quả bom nổ chậm, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Đã vậy sự xuất hiện của tả phù tuy hỗ trợ khá tốt cho công việc của con giáp này, nhưng vô tình lại mang tới nhiều mối quan hệ khác giới khá phức tạp. Nếu không thận trọng, bản mệnh dễ phạm đào hoa dữ, khiến hạnh phúc gia đình bị đe dọa, dễ dẫn đến đổ vỡ. Tình duyên của người độc thân may mắn hơn chút, bạn biết cách thể hiện sức hút riêng của mình để giành lấy thiện cảm của người khác. Nhờ vậy, con giáp này không khó tìm cho mình đối tượng phù hợp, đáp ứng được cả về ngoại hình và điều kiện, chỉ là cần xem trái tim bạn sẽ sẵn sàng vào lúc nào mà thôi. Ngoài ra, nhắc nhở các cặp đôi yêu nhau lâu nhưng chưa tính tới chuyện kết hôn, cần kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh để tình cảm phai nhạt, thậm chí đổ vỡ khi có rắc rối, mâu thuẫn phát sinh. Thiên cầu xuất hiện trong tháng còn có thể là điềm báo có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm lứa đôi. Nếu cả bạn và người ấy không biết trân trọng những gì đang có, sớm muộn gì cũng hối tiếc. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ 1977, năm 2025 âm lịch. Ở độ tuổi trung niên, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện lão hóa. Lúc này sức khỏe cần được chăm sóc khoa học và lành mạnh hơn. Việc vận động thường xuyên, tập thể dục đều đặn phù hợp sẽ giúp cải thiện sức khỏe thể trạng, đẩy lùi các triệu chứng khủng hoảng tuổi trung niên. Bên cạnh sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần cũng cần được chú trọng. Khi tuổi tác đã gần chạm ngưỡng 50, lúc này tâm sinh lý có sự thay đổi, anh chị dễ trở nên nhạy cảm hơn. Vì vậy các hoạt động xã hội, cộng đồng, kết nối bạn bè sẽ giúp anh chị tuổi Đinh Tỵ vui vẻ, lạc quan, tích cực hơn. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. Đối với nam mạng Đinh Tỵ, hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2025. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng Đinh Tỵ, kích hoạt các tính của sao Thái âm bằng phong thủy.
đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2025. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, sông đất đầu năm là hoạt động mang đậm nét văn hóa của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán. Ông cha ta quan niệm rằng, người đầu tiên bước vào nhà kể từ sau khoảnh khắc giao thừa là người sông đất năm mới, nếu là người hợp tuổi gia chủ thì sẽ mang tài lộc. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Giáp Tuất 1994, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Đinh Tỵ 1976, tốt, Giáp Thìn 1964, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Giáp Tuất 1934, tốt, Đinh Mão 1927, tốt. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là Canh Dần 1950, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Canh Thân 1980, không tốt, Canh Dần 2010, không tốt, Quý Hợi 1983, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng, thưa quý anh chị tuổi Đinh Tỵ, những kẻ mạnh mẽ chịu đựng sự cô độc khi đêm về, cười bình thản mỗi khi ngày mới rạng. Họ chỉ kể một nửa câu chuyện của mình với thế giới xung quanh và chẳng nói gì với cha mẹ, để thân sinh phụ mẫu không phải lo lắng phiền lòng. Những kẻ mạnh mẽ hiểu rằng, yếu ớt sẽ không đổi lại được giúp đỡ, thế gian này sẽ không quan tâm đến tâm lý của bạn, cho đến thời điểm bạn thể hiện sự giận dữ và uất ức ra ngoài, để rồi khi đó họ lại nhìn ta như kẻ xấu, chỉ biết đến bản thân, yếu đuối không đổi lấy được sự thương hại hay đồng cảm, có chăng chỉ là sự khinh bỉ mà thôi. Những kẻ mạnh mẽ mặc định rằng, cười lên và nói rằng tôi ổn, vì thế giới này sẽ chẳng có một người thật sự quan tâm, chẳng chờ đợi gì từ người nào khác cả, vì cuối con đường cũng chỉ còn lại chính ta với bản ngã đồng hành. Ở đời không ai muốn phải trở thành kẻ mạnh mẽ, nhưng đôi khi nó là điều ta cần phải làm trong những giai đoạn sóng gió nhất của nhân sinh. Ngày mai khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu. Tất cả chúng ta lại phải chiến đấu và đối diện với những suy tư của chính mình. Có thể lúc này đây hay khuya đêm nay sẽ không ai ở bên cạnh bạn cả. Nên chỉ biết nhắn nhủ rằng, mong bạn an ổn. Nếu bạn đọc được những dòng vu vơ này, bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ đến thế nào. Cho đến thời điểm trở nên kiên cường là lựa chọn duy nhất mà bạn có. Bạn có điều muốn thực hiện, vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó. Có bao nhiêu tiêu cực, bao hơi thở của sự u sầu, cứ hít vào rồi thở ra, trả lại cho vũ trụ bao la bạn ạ.
điều bạn cần làm. Nên làm là chữa lành cho những mảnh tinh thần đã và đang vỡ vụn ra của chính bạn, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của bạn, nhưng bạn sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui. Chứ bạn không sinh ra để cần người khác hiểu, thế nhân không quan tâm đến bạn, còn mình thì có, nên mình mong bạn một người xa lạ đang vất vả ngược xuôi sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé bạn của tôi ơi, cho đáng những tháng ngày bạn đã bền lòng bền chí, vững dạ kiên tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.